nằm ở phân vùng địa động vật Đông Dương. Việt Nam là quốc gia có độ đa dạng sinh học cao trên thế giới, đặc biệt rất giàu về loài linh trưởng. Khu hệ thú linh trưởng Việt Nam có 26 loài và phân loài thuộc 3 họ là họ cu li, họ khỉ và họ vượn. Họ cu li ở Việt Nam chỉ có 2 loài là cu li lớn và cu li nhỏ. Họ vượn ở Việt Nam chỉ có 1 giống, gồm 6 loài. Họ khỉ có 2 phân họ là phân họ khỉ và phân họ vọc, có số loài và phân loài phong phú nhất với 18 loài và phân loài đã được ghi nhận. Trong clip này, chúng ta cùng tìm hiểu về 6 loài vọc đặc hữu của Việt Nam. Chúng đều là loài đang có nguy cơ biến mất khỏi trái đất nếu không có các biện pháp bảo vệ hữu hiệu, cấp bách. Số 1. Loài vọc mông trắng hay vọc quần đùi trắng. Vọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu, chỉ phân bố tự nhiên ở Việt Nam. Đây cũng là loài nằm trong danh sách các loài bị đe dọa, cực kỳ nguy cấp của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Hiện, vọc mông trắng chỉ còn tồn tại khoảng 300 cá thể ngoài tự nhiên, được phân bố chủ yếu tại khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình và vùng rừng thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Năm 2016, tại khu vực rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, các nhà khoa học đã phát hiện một quần thể vọc mông trắng, một loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới với số lượng lên đến gần 100 con. Tuy nhiên, khu vực này trước đó đã được địa phương khai thác đá vôi phục vụ sản xuất xi măng, dẫn tới môi trường sống của vọc mông trắng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vọc quần đùi trắng hay là vọc mông trắng được đặt tên theo nhà điều học người Mỹ gốc Pháp Jean Théodore Delacour, là một loài linh trưởng cỡ lớn thuộc họ khỉ, nằm trong bộ linh trưởng. Vọc mông trắng là loài đặc hữu quý hiếm, có tên trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới, cần được bảo vệ. Đây là một trong 5 loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức toàn cầu. Đặc điểm nhận dạng: bộ lông dày rậm, thô và màu đen. Đầu có màu lông hình chóp đen. Đám lông trắng trên má rộng, vượt lên trên vành tai. Lông vùng mông và đùi có màu trắng. Ở con cái, lông từ hông đến đùi có sự thay đổi màu, bình thường màu trắng và chuyển sang màu nâu nhạt, rồi nâu thẫm trong thời kỳ mang thai và nuôi con non. Vọc non mới sinh có bộ lông màu vàng tơ và bắt đầu chuyển dần sang màu đen sau 4 tháng tuổi. Sau 10 tháng tuổi, toàn bộ cơ thể chuyển sang màu đen rõ, phần hông, đùi màu trắng. Chòm lông đỉnh đầu màu vàng nhạt. Sau 3 năm tuổi, màu lông giống con trưởng thành. Đặc điểm sinh thái: vọc mông trắng sống chủ yếu ở rừng cây gỗ trên núi đá vôi. Tuy nhiên do sự chia cắt nên vọc mông trắng sống cả trong những sinh cảnh rừng nghèo. Thậm chí chỉ có dây leo bụi rậm như khu vực Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Cũng như các loài trên, vọc mông trắng sống đàn. Khảo sát thực địa cho thấy số lượng con trong đàn biến đổi từ 5 đến 10 con. Vùng hoạt động kiếm ăn của vọc mông trắng tương đối rộng, cả trên núi đất lẫn núi đá, nhưng chúng ngủ trên núi đá. Mùa nóng, vọc mông trắng ngủ trên vách đá, mùa lạnh ngủ trong hang. Dẫn liệu sinh sản của vọc mông trắng còn ít. Quan sát tại Trung tâm Cứu hộ Thú Linh trưởng Cúc Phương cho thấy, Hoạt động giao phối của vọc mông trắng thường diễn ra vào hai thời điểm: sáng sớm và sau buổi ăn chiều. Thời gian giao phối kéo dài 15 đến 30 giây. Thời gian mang thai trung bình 196 ngày. Mùa sinh sản tập trung từ tháng 12 đến tháng 8. Mỗi lứa đẻ một con. Con sơ sinh nặng 350 đến 500 gram. Bộ lông con sơ sinh màu vàng. Vò trưởng thành sinh dục sau 5 năm tuổi. Phân bố: vọc mông trắng sống ở rừng già, rừng nguyên sinh, trên núi đá nhiều hang động. Theo kết quả điều tra của Hội Bảo vệ Động vật Frankfurt, Đức, tại Việt Nam, vọc mông trắng chỉ có ở Việt Nam với hơn khoảng 200 cá thể, được phân bố tại 18 điểm tách biệt nhau, thuộc các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình và Thanh Hóa. Tại Việt Nam, vọc mông trắng được tập trung bảo tồn ở hai nơi: khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và vườn quốc gia Cúc Phương. Giá trị: vọc mông trắng là nguồn gen đặc hữu, quý hiếm. Theo dõi tập tính sinh thái của chúng để tìm hiểu về tiến hóa của con người. Biện pháp bảo vệ: vọc mông trắng đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam năm 1992, phân hạng loài nguy cấp. Sách đỏ thế giới xếp vọc mông trắng ở mức cực kỳ nguy cấp, nằm trong phụ lục 2 của site. Theo nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Hoang dã Quốc tế, gọi tắt là FFI, khu vực rừng thuộc huyện Kim Bảng có tới 13 đàn với 73 cá thể vọc mông trắng, sau khu Vân Long ở tỉnh Ninh Bình. Đây là quần thể lớn thứ hai của loài linh trưởng quý hiếm, đặc hữu của riêng Việt Nam, nhưng cũng là loài bị đe dọa ở mức cực kỳ nguy cấp trong danh lục đỏ quốc tế IUCN. Tháng 4 năm 2021, tại Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều đã có văn bản gửi tỉnh Hà Nam, đề nghị thực hiện ngay các biện pháp cấp bách để bảo tồn vọc mông trắng. Đề án thành lập khu bảo tồn vọc mông trắng tại Kim Bảng, Hà Nam đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt từ năm 2016. Nhưng đến năm 2021 vẫn chưa được thực hiện. Đàn vọc mông trắng ở Kim Bảng đang phải sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Hoạt động khai thác đá gây ô nhiễm không khí, phá hoại thảm thực vật, hủy diệt khu rừng nguyên sinh duy nhất của Hà Nam, ngôi nhà của đàn vọc mông trắng. Nếu hoạt động này vẫn tiếp diễn, trong tương lai không xa, chúng sẽ biến mất. Số 2. Loài vọc mũi hếch. Vọc mũi hếch, hay còn được biết đến với tên gọi cá đác, là một loài khỉ cựu thế giới đặc hữu của vùng Bắc Bộ Việt Nam, là một trong 25 loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng cao nhất trên thế giới hiện nay. Chúng được xếp vào mức đe dọa cực kỳ nguy cấp CR cả trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới IUCN. Đặc điểm sinh thái, nơi sống của vọc mũi hếch có phần đa dạng hơn các loài vọc khác. Chúng thường sống ở những vùng có cây gỗ cao, trên đỉnh núi đất, dưới thung lũng và trên núi đá. Nhiều trường hợp thấy sống ở rừng tre nứa. Chúng ngủ trên các cành cây cao. Chưa gặp chúng ngủ trong hang hay vách núi, kể cả mùa đông giá lạnh. Vọc mũi hếch di chuyển và kiếm thức ăn trên tầng cây cao, nên không có sự cạnh tranh về thức ăn với các loài khác, thường sống ở độ cao 200 đến 1.200 mét. Cấu trúc đàn gồm một đực và nhiều cái. Số lượng cá thể trong đàn dao động từ 17 đến 25 con. Kẻ thù chủ yếu của chúng ngoài thiên nhiên là các loài thú cỡ lớn. Vọc mũi hết có mang vào tháng 11 đến tháng 12. Từ tháng 3 đến tháng 6 thường thấy, con cái mang con non trước ngực. Thức ăn chủ yếu là chồi non, lá cây và quả cây. Phân bố vọc mũi hết rất hiếm khi được nhìn thấy và đã từng bị xem là tuyệt chủng. Cho đến thập niên 90 của thế kỷ 20, khi một quần thể nhỏ loài này được tìm thấy tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Hai khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang và Chạm Chu hiện là hai khu vực chính có vọc mũi hết sinh sống. Riêng khu bảo tồn Na Hang được thành lập với mục đích bảo vệ sinh thái cho loài linh trưởng này. Năm 2002, thêm một đàn vọc mũi hết được phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên Du Già, tỉnh Hà Giang. Sau đó, vào tháng 4 năm 2008, Tổ chức Động thực vật Quốc tế cũng phát hiện thêm một nhóm vọc mũi hết nữa ở vùng Tây Bắc, nâng tổng số lượng cá thể lên 250 trên toàn thế giới. Giá trị là loài đặc hữu của Việt Nam nên có giá trị khoa học cao, là đối tượng nghiên cứu khoa học, làm mẫu, nuôi làm cảnh trong các vườn thú. Tình trạng trước năm 1975, loài này còn gặp rất phổ biến ở các khu rừng già thuộc các tỉnh miền Bắc Việt Nam, trên diện tích ước tính khoảng lớn hơn 2.000 km2. Từ năm 1975 trở lại đây, tình trạng của loài thay đổi rõ rệt. Số lượng quần thể giảm mạnh, mất môi trường sống và săn bắt trộm là những nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự tụt giảm số lượng của các loài linh trưởng, bao gồm cả vọc mũi hết. Một nghiên cứu vào năm 1993 tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang ghi nhận 72 cá thể vọc mũi hết, sau đó vào năm 2005 tại cùng địa điểm này, chỉ còn 17 cá thể được ghi nhận. Dữ liệu thứ cấp và sơ cấp chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng này là do hoạt động săn bắt. Biện pháp bảo vệ vọc mũi hết đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam năm 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành lâm nghiệp, cần tiến hành tốt việc thực thi pháp luật, các quy chế, nghị định của chính phủ về công tác bảo vệ động vật hoang dã, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và các chương trình quản lý các loài động vật hoang dã nói chung và các loài bị đe dọa nói riêng. Hiện nay, loài này cũng được bảo vệ trong các khu bảo tồn như khu bảo tồn thiên nhiên Tát Ke, Bản Bung, Chạm Chu của tỉnh Tuyên Quang, khu bảo tồn Du Già tỉnh Hà Giang. Số 3. Loài vọc Hà Tĩnh. Vọc Hà Tĩnh, vọc đen Hà Tĩnh hay vọc gáy trắng được tìm thấy trong các khu rừng núi đá vôi thuộc tỉnh Quảng Bình. Một cuộc khảo sát gần đây đã phát hiện một quần thể vọc Hà Tĩnh sống ở tỉnh Quảng Trị. Tuy được đặt tên là vọc Hà Tĩnh, nhưng loài này không phân bố tại tỉnh Hà Tĩnh. Người dân tộc Vân Kiều gọi loài này là con cung, nghĩa là loài khỉ đen đuôi dài sống trong hang đá. Loài này khá gần với loài vọc đen má trắng, nhưng sọc trắng của nó kéo dài từ tai đến gáy. Loài động vật này sống theo từng đàn, từ 2 đến 15 cá thể, nhưng cũng gặp những nhóm tới 30 cá thể. Đặc điểm nhận dạng, con trưởng thành có bộ lông dày, sợi lông dài mềm, màu đen, bụng màu đen xám, vùng háng và vẹn màu xám trắng bẩn, đỉnh đầu có màu lông đen. Có hai vạch trắng nhỏ, đi từ góc mép qua má chạy phía trên vành tai ra hai gáy. Đuôi dài hơn thân, thon đều, rậm lông và màu đen. Con non mới đẻ có bộ lông màu vàng tơ. Sau 4 tháng tuổi bắt đầu chuyển dần sang màu đen. Sau 1 năm tuổi, bộ lông có màu giống con trưởng thành. Đặc điểm sinh thái, vọc Hà Tĩnh, sống ở rừng giàu, với nhiều cây gỗ lớn mọc trên núi đá. Không gặp vọc sống trong các rừng núi đất, ngay cả những vùng rất gần núi đá. Giống các loài và phân loài vọc khác, vọc Hà Tĩnh sống đàn. Số liệu quan sát thực địa trên cho thấy, số lượng con trong đàn vọc Hà Tĩnh thay đổi từ 5 đến 18 con. Đầu đàn là một con đực. Con này thường đi riêng một mình khi đàn kiếm ăn. Nó cũng là con về kiểm tra nơi ngủ đầu tiên trước khi đàn đến. Vọc Hà Tĩnh hoạt động ban ngày. Vận động leo trèo giỏi, chạy trên cành cây nhanh, nhảy xa. Vùng sống của vọc Hà Tĩnh thường ổn định, ít nhất là 2 năm. Dân địa phương cho biết sống nhiều năm trong một vùng, nếu ở đó không bị săn bắt. Vọc ngủ trên những vách đá dựng đứng và có nhiều hang nhỏ cách mặt đất 25 đến 40 mét. Trong vùng sống, vọc Hà Tĩnh có 2 hoặc 3 chỗ ngủ, mỗi nơi ngủ chúng sử dụng 3 đến 5 giờ đêm. Vọc ngủ trên những vách đá dựng đứng và có nhiều hang nhỏ cách mặt đất 25 đến 40 mét. Trong vùng sống, vọc Hà Tĩnh có 2 hoặc 3 chỗ ngủ, mỗi nơi ngủ chúng sử dụng 3 đến 5 giờ đêm. Thức ăn của vọc Hà Tĩnh gồm chồi lá non và quả cây rừng, chưa gặp chúng ăn động vật. Dẫn liệu sinh sản của vọc Hà Tĩnh còn ít. Kết quả theo dõi tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Vườn Quốc gia Cúc Phương và quan sát thực địa cho thấy vọc Hà Tĩnh sinh sản quanh năm, nhưng tập trung chủ yếu từ tháng 2 đến tháng 8. Mỗi lứa đẻ một con. Con non mới sinh có màu vàng tươi, sau 2 tuần tuổi bắt đầu chuyển dần màu đen và sau 3 tháng bộ lông gần như đen hoàn toàn. Phân bố theo số liệu điều tra từ tháng 5 năm 1995 đến tháng 9 năm 2002, ghi nhận được vọc Hà Tĩnh hiện chỉ còn ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch và Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình. Không có thông tin gì về phân loài này ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Vọc Hà Tĩnh là loài đặc hữu chỉ có ở Việt Nam. Giá trị, vọc Hà Tĩnh là loài linh trưởng đặc hữu hẹp của Việt Nam, quý hiếm và có giá trị về nghiên cứu tập tính sinh trưởng của chúng trong tự nhiên. Tình trạng, kết quả điều tra, phân bố số lượng trong 4 năm 1995 đến 1998 tại các vùng phân bố của vọc Hà Tĩnh. Ước lượng còn không quá 800 cá thể và tập trung chủ yếu ở vùng núi đá vôi, Phong Nha, Kẻ Bàng. Biện pháp bảo vệ vọc Hà Tĩnh đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Xếp loài này vào nhóm loài nguy cấp, hiện đã được bảo vệ ở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Nam.